Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái thử thách sinh tồn trên một block thôi. Nhưng mà xung quanh mình thì lại có tới 4 hòn đảo nha, tượng trưng cho 4 nguyên tố. Và mình phải tìm cách kiểu như là qua bên đó để khám phá những hòn đảo nè và tiêu diệt những cái con canh gác trên mỗi hòn đảo luôn nha. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công cuộc sinh tồn thôi. Đầu tiên thì nó dẫn cho mình gỗ nè. Đấy. Mình đã lấy được 2 khối gỗ rồi. Và hình như là khi mình lấy đủ 10 cái khối gỗ thì phải, thì nó sẽ mở cho mình những cái khối khác đó. Rồi mình đã lấy được 5 cục rồi nè. Cố lên. 6 cục. Giờ thì chỉ có cần xíu ha, một xíu thì có nhiều gỗ hơn thì mình sẽ mở rộng cái hòn đảo ở phía dưới chân mình lên. Đó, giờ thì chỉ có lấy một chút gỗ đây rồi, cục thứ 10 nè, chuẩn bị nè. Đó. Bây giờ nó có thể triệu hồi được nhiều khói hơn rồi. Và nó cho mình một cây cúp. Mình không cần chế tạo luôn. Nó cho mình hẳn một cái cây cúp bằng đá. Ê bò. Ôi trời ơi, nó còn đẻ ra con bò trên cái chỗ này nữa. Chắc mình phải mở rộng cái chỗ này ra thôi. Không, một hồi là mình sẽ không có nuôi, giữ được những cái con vật á để mình nuôi á. Mình sẽ mở rộng ra. Trước mắt là như vậy đi. Không biết làm sao đặt cái khối ở dưới cái rương này nữa. Trong rương nó còn cho mình sỏi nữa nè. Khó gì ta. Rồi nó còn cho block lá nữa. Này lấy thêm một em bò nữa nè. Ngon. Lần này thì mình sẽ giữ em bò lại. Ở trên đây một mình lẻ loi lắm. Có bò ở chung thì rất là quý. Gán mà bảo vệ em bò này. Đừng có nhảy xuống dưới nha cưng. Nè anh làm chỗ này nè. Không bệnh. Từ từ. Rồi. Để bỏ đó chơi đi. Mình sẽ lấy rương tiếp. Mình cần. Bây giờ nó chưa có dùng tới cúp hết, nên chắc mình sẽ bỏ cái cúp vô trong. Mình sẽ làm cho mình một cây rìu chuyên dụng để mình lấy gỗ cho nó mau ha. Làm que nè. Và làm một cây rìu gỗ. Đây. Rìu gỗ. Đâu rồi? Giờ thì mình chặt cái gương nó cũng sẽ nhanh hơn rồi đó. Ui, lại thêm một cái rương nữa nè. What? Rồi, bắt đầu nó có đá rồi. Mới than không cho đá thì nó đã bắt đầu cho mình đá rồi ha. Lấy đá luôn. Ui, giờ có bé heo nữa. Đá với ta. Được nha. Trên hòn đảo mình bắt đầu. Lại thêm con bò nữa nè. Nhưng mà bây giờ mình chưa có block đất. Khó vậy. Mà diện tích ở đây thì nó không còn nhiều nữa. Bình tĩnh nha mấy cưng. Chỗ này chặt chội lắm á. À có thêm gỗ. Tốt. Ui có cù và có đất rồi. Yes. Mình sẽ lấy cục đất này. Đó, im. Có đất thì một xíu mình có thể bắt đầu trồng cây được rồi. Mình sẽ đặt cục đất ở đây. Một xíu có gì mình trồng cây sao. Bây giờ phải tìm cách để mở rộng cái đảo này. Ê! Ủa có con nào mới rớt dưới hay gì ta? Đừng có chen lấn nha. Thiệt luôn, cái chỗ có chút ẻn à. Chen lấn nhau là không có chỗ đâu mà ở đó. Đây, mình sẽ đặt ở đây những cái phiến. Sẽ bao bọc xung quanh bằng những cái phiến á. Đó. Như vậy. Rồi trước mắt là như mình chỉ làm được tầm này thôi. Rồi một hồi có nhiều cái đò hơn á thì mình sẽ bắt đầu mở rộng sao. Cực khổ thật sự luôn á. Mà hên có thức ăn nè. Tốt. Rồi né ra. Có bí ngô. Lẫm. Ván gỗ nữa. Thêm một em cù. Sao gái động vật vậy? Đừng có cho động vật nữa. Hay là bây giờ mình thịt bớt ta. Nhưng mà cái này vừa đủ cặp hết rồi. Thôi không thịt đâu. Để có gì mình nhân giống sao. Rồi có đá nè. Mình đập còn mấy em này cứ nhìn mình ngại quá. Sao người ta dám đập được. Đi vô chỗ khác đi. Thiệt tình á. Rồi mình bật lên mình thịt hết bây giờ. Đó thấy chưa. Chen chút. Cản trở. Ủa đó. Người ta đánh nhầm hết chưa? À em này.
Thì game này chọn cái chết. Người ta đổ một cặp rồi. Quá chỉ tiêu là mình sẽ tiêu diệt liền. Mình phải kế hoạch quá gia đình cho mấy cái con bò con cụ ở đây. Rồi. Nữa nè. Không kế hoạch quá gia đình hả? Có thêm sỏi thôi. Tiếp tục. Sao cho rương vậy? Ê, nó cho mình một cái xô lava với một cái xô nước. Vậy là mình có thể làm được cái chỗ farm farm đá rồi. Bắt đầu nó cho mình những cái quặng rồi nè. Tốt vậy ta. Mình đã có đủ hai xô nước để làm một nguồn nước bên cũ rồi. Quá im luôn á. Tính ra mình sinh tồn trên một block thôi. Nhưng mà đồ đạc thì rất là đủ đầy luôn nha. Không biết là trong tương lai nó có cho mình kim cương không nữa. Mình tò mò ghê á. Cố lên, mình còn vài ô nữa là mình chuẩn bị mở ra cái block mới rồi. Đó. Bây giờ thì mình đã có thể kiểu như đập ra nhiều cái khói hơn rồi. Và cũng có thể sinh ra những cái con mới nữa hay sao rồi á. Không biết là có phải hay không. À có heo nữa nè. Đi ra đi. Bây giờ trước khi mình tiếp tục farm những cái block thì để mình làm cái chỗ để mình mở rộng ra trước cái đó. Chứ như vậy thì chật quá, mình bứt rứt quá. Mở rộng ra đi. Mình cho mấy con bò con cừu nó vô một chỗ ha. Để không thôi nó cản trở mình tùm lum. Đó. Sẽ mở rộng ra khúc này. Rồi tương tự ở bên đây luôn. Và mình xây thì cũng phải thiệt là cẩn thận nha. Đừng có ý y rồi té cái tụm xuống dưới là thôi xong luôn á. Bao nhiêu đồ đạc giữ trong người là mất hết á. Để mình ốp xong cái khúc này đi rồi mình sẽ đặt cái rương xuống, cất đồ vô trong rương. Để phòng trừ trường hợp xui xẻo nhất là mình rớt xuống phía dưới ha. Đây mình sẽ đặt cái rương ở góc này đi. Góc này. Đi ra. Đi ra. Đừng cản trở con này. Đi. Đó. Rồi. Cất sạch 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 đồ vô. Cất hết vô luôn. Chừa đúng những thứ mình cần thôi. Chắc mình phải làm một cây rìu mới thôi. Một cây rìu bằng bằng đá để mình có thể chặt nhanh hơn á. Đây. Rìu đá. Rồi. Im im. Tiếp tục. Đấy, tốc độ nhanh hơn đáng kể rồi. Chặt ra. Không biết là bây giờ nó còn cho mình những block gì đây. Ui, có gà. Có lý. Con vật mới. Nhưng mà bắt đầu mình thấy nó cản trở lắm rồi đó. Con bò nữa nè. À, bò. Bò thì mình sẽ thịt luôn. Con nào mới thì mình giữ lại ha. Còn con nào đã có rồi thì mình sẽ không có giữ nữa. Không biết có cách nào để đẩy cho nó xuống dưới không nữa. Nó cứ thích ở chỗ của mình thôi. Cái con này nó lì ghê á. Lì như bò là có thiệt mà. Thấy thấy con cừu nào ngoan không? Ta lên cái rương ta núp. Không cản trở giao thông có ai hết. Đó. Nữa kìa, thấy chưa. Chỗ này nó có sức hút đặc biệt lắm hay sao á. Mình thì đang tích cực cày cuốc. Thôi. Đào ra tiếp. Liên tục ha. Cái này nó xuất hiện rất là nhanh luôn. Nên mình đào khá là thoải mái. Chắc mình cũng phải kiếm cái gì đó mình nung ra quá. Mình có đủ đồ để làm than không nhỉ? À mình có cục than nè. Đây. Thôi mình sẽ làm một cây đuốc mình cắm nhẹ ở đây. Cho nó sáng sủa lên. Chứ tối om mà. Cắm vô. Đấy. Có ánh sáng liền. Rồi né né ra nha. Có ánh sáng nhưng anh vẫn còn hơi quạo đó. Và nó còn cho mình những cái hộp giống để mình có thể trồng trọt nè. Mình có thể trồng được lúa mì cũng như là cà rốt á. Có sắt nữa. Có sắt bây giờ thì mình không có nung ra được đâu. Mình chưa có lò nung nữa mà. Ui xương rồng. Trời. Ê chó sói. Ê. Còn chó sói khủng khiếp. Nó định ăn thịt cừu của mình á. Mên là mình đã cản nó được rồi. Nên không có vấn đề gì xảy ra hết. Bây giờ phải phòng trừ trường hợp sói xuất hiện nha. Sói mà xuất hiện là mình sẽ xử nó liền á. Rồi. Cố lên. Mục tiêu của mình là đào được 100 ô, 100 block ha. Để mình mở ra cái nhiệm vụ kế tiếp nữa. Quá trời nè. 3, 4, 4 ô cuối cùng, 4 ô cuối cùng, 4 block cuối cùng. Cát. Đang. Rồi chuẩn bị. Đi ăn. Đi. Rồi. Xong phim. More art. À bây giờ là nó đã cho mình nhiều hơn những cái lò quặng rồi hay sao kìa. Còn cho mầm cây nữa.
À, có mầm cây rồi. Yes. Có mầm cây là mình có thể trồng được rồi. Cái ô đất hồi nãy đâu? Hồi nãy mình nhớ mình có ô đất. Này 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 này, ngay đây. Mình sẽ trồng cái cây cho mình gỗ khá là đơn giản á. Đó là gỗ sồi. Trồng kiếm thêm. Đó, mình sẽ trồng ngay đây. Còn mấy cái cây còn lại mình cũng có thể trồng nữa, nhưng mà thôi, mình sẽ không có trồng đâu. Mình sẽ chất mấy cái rương này lên cho nó thêm diện tích chứa đồ của mình. Đó, cho mấy đồ linh tinh vô chậm bớt. Và bây giờ thì chắc mình sẽ đặt mục tiêu là qua một trong bốn hòn đảo ha. Hiện tại thì mình thấy cái hòn đảo bên kia là tiềm năng nhất và có ánh sáng nữa. Trong màn đêm thì chắc mình có thể qua bên đó khám phá được. Nên mình sẽ cố gắng farm đủ block rồi qua hòn đảo bên đó trước ha. Rồi giờ thì vẫn phải như thường lệ là ngồi ngồi farm mấy cái ô này. Mình sẽ gán thêm dư dư ra một xíu, mình làm cái chuồng để mình nhốt mấy cái con này lại để nó cản trở mình quá. Gì đâu mà lì thế ớn à. Rồi nữa có rương nữa nè. Rương bây giờ thì chủ yếu là cho mầm cây ha. Ok. Có sắt nữa nè. Ê có sắt im á. Để mình trước khi qua bên con xương. Ui. Có quái vật rồi. Nó không chỉ sản sinh ra con vật đâu, nó còn sản sinh ra quái vật ở ngay cái ô này nữa. Ghê thiệt. Cù nữa, giết bớt. Rồi, tiếp tục. Có than. Redstone nữa, bây giờ mình đâu có đào được redstone đâu. Cúp còn sẽ cúp đá cơ mà. Ui bây giờ mà nó cho mình khối kim cương là mình phải gán mình làm cái lò nung á. Mình nung sắt ra mình làm cúp sắt. Giờ ước gì nó cho khối kim cương thôi. Cái quặng kim cương thôi. Ước. Ôi quặng bê tông. Đào bớt. Xương rồng tiếp nữa nè. Rương gì đây? Rương thức ăn. Ok. Lượm luôn. Đá nữa nè. Ừ cho nhiều đá đi. Để có thêm làm lò nung coi. Lấy thêm than nữa nè. Rất là nhiều than á. Tính ra vô đây mình ui. Thôi không đào nữa đâu. Mấy con này nó cản trở quá. Sẽ dọn dẹp đồ vô bớt. Xong bây giờ thì mình sẽ bắt đầu coi đủ đá không. À dư sức. Mình sẽ làm một cái lò nung trước. Đây lò nung. Đặt chồng lên cái bàn chế tạo của mình. Đi ra. Cắm cái đuốc lên lại ha. Mình sẽ bắt đầu cho vô đây là những cái quặng sắt mà mình đào được nè. Hình như ở dưới mình cũng còn hay sao á. Ở dưới mình có quặng nào không? Không có hả? Buồn gì ta. Ok. Cho quặng sắt vô. Cho ba cục gỗ vô là nung đủ rồi. Để cho nó tạo thành ba cái phôi sắt rồi mình làm một cây cúp sắt á. Mình sẽ không làm vũ khí trước đâu, tại vì mình muốn có cúp sắt. Nhỡ mà nó ra cái kim cương á thì mình còn có cúp sắt để đào. Ủa, có cúp sắt để đào ha. Hợp lý rồi, như vậy là hợp lý nhất rồi đó. Rồi giờ thì tính cực ngồi cậy thôi. Cậy cuốc để kiếm khói để bắt qua bên kia nữa. Ui chết xuống nữa. Đó. Rồi. Mèn ơi. Mình gán bảo vệ rồi mà vẫn không kịp với con chó sói đó. Khốn kiếp thật. Tại vì con chó sói này. Đó thấy chưa, bắt đầu nó ra khói vàng rồi nè. Con chó sói đó là con chó sói đã bị kiểu như tức giận á. Nên nó gặp mấy cái con cù các thứ là nó săn à. Nó thích săn cù lắm. Chán nó ghê á. Rồi. Mình đã có thể đào được vàng rồi nè. Ngon. Ui nữa. Xuống nè. Cho nó xuống dưới chơi luôn. Cho nó đi bán muối luôn. Cái xô này vẫn là cái xô chứa nhung nham các thứ thôi. Thủy tinh nữa. Né ra mấy cưng. Đừng để nóng. Tính anh là nóng như kem á. Đó nó cứ cản mình khó chịu ghê á. Cái chổng cái mông vô cái mặt mình là sao nhờ. Cây nó lắm rồi. Ồ khối nhạc nè. Lượm luôn, có gì chơi nhạc dễ trí ha. Ơ có thỏ nữa. Rồi luôn, thỏ nhảy đi đâu mất tiêu rồi. Thỏ thì khá là nhút nhát luôn. Nhiều khi nhảy xuống The Void cũng không chừng. Hello, nữa. Mấy cưng. Ủa có mấy dân làng. Ui. Thử đâu ra mấy dân làng trên đảo của mình nữa. Đã vậy. Hấp dẫn nha. Đỡ cô đơn. Ủa bé heo. Bé heo lấy thịt bé heo luôn. Được nhiều thịt rồi.
3 miếng thịt. Ngon. Xíu có thức ăn để qua khám phá đảo rồi đó. Có cừu nữa nè. Ừ, vậy là lại đủ đủ chỉ tiêu hai em cừu ha. Ngon ngon ngon. Rồi, giờ thì gán đào cho đủ 200 ô để cho nó mở ra những cái block khác thôi. Mình ôi có ngọc lưu ly để cường hóa nữa cơ. Mình sẽ cất bớt đồ vô trong á. Đồ ở đây nó rất là nhiều luôn á. Nên mình sắp rất là nhiều rương rồi, nhưng mà nó vẫn rất là mau đầy luôn. Lay quay là đầy kho đồ à. Cố lên, không biết là những cái quặng cuối cùng nó có cho mình kim cương hay không đây. Tầm này mà cho kim cương là bá cháy á. Kim cương. Ui lại chó sói. Chó sói nè. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với chó sói rồi. Nên nó ra là mình xử nó liền. Ê, TNT and Diamond. Bây giờ nó mới mở ra kim cương nè. Nhưng mà có cả bom nữa nha. Tưởng tượng tới diễn cảnh trái bom nó rớt thẳng ngay đây rồi sao trời. Ui, vậy không vui nha. Chưa. Để đối đầu với những trái bom thì mình nên cần phải suy nghĩ lại. Cũng như là chuẩn bị sẵn tinh thần ha. Rồi, mình đã đào thêm được bao nhiêu sắt ta? Ủa, mình nhớ mình có đào được sắt mà. Ui, có một cục sắt à. Một thì làm sao mà đủ để làm kiếm sắt đây? Thôi, mình không có đủ sắt để làm kiếm rồi. Mình chỉ làm tạm cái kiếm bằng đá thôi ha. Nè, kiếm đá nè. Có kiếm thì mới chiến đấu tốt được. Rồi, mình sẽ lấy thêm những cái block mà mình đào được. Mình làm một cây cầu, mình bắt qua hòn đảo cái bên trong ngày hôm nay luôn. Mỗi ngày thì mình sẽ khám phá một chút ở những hòn đảo lân cận ha. Rồi, cái nào mà đủ để làm những cái ván thì mình làm ván. Làm ván được là mình đổi ra hết. Đó, càng nhiều block càng tốt. Còn gì không? Mình còn gỗ sồi nè. Nhưng mà mình đang dự định là để dành gỗ sồi cơ. À mà có một cái nguồn tài nguyên mình có thể kiểu như chế tạo ra được, đó là những cục đá cuội. Tại vì mình đã có nhung nham và nước á, nên mình có thể làm được một cái máy farm đá á. Nên chắc mình sẽ tận dụng cái nguồn tài nguyên đá nhiều nhiều một xíu. Rồi, giờ thì bắt một cái cầu ở bên đó thôi. Đi. Phải cẩn thận nha. Và hy vọng bắt cái cầu này xong thì những em cừu bò rồi. Đừng có bắt trước đi, ngựa đi theo mình là được. Đi theo mình là lành ít dữ nhiều đó. Hòn đảo cái bên này, đó. Hình như hòn đảo cái bên này là nguyên tố nước. Nhìn xa xa mình đã thấy rồi kìa. Ghê thiệt. Ôi, mới vô mình quýnh lại không trời. Nhưng mà không sao, các bạn hãy tin mình. Mình có tuyệt chiêu lăn ba di bộ, chạy là thượng sách. Nên đánh không lại là mình chồn liền. Yên tâm, cái gì chứ chạy mình giỏi lắm. Rồi, gần tới rồi. Mình đang sát gần hơn với cái nguyên tố. Cái con boss nguyên tố đầu tiên nè. Là một con nguyên tố nước nha. Nó trang bị vũ trang nhìn ghê lắm. Quýnh không biết có lợi đây không nữa. Giáp thì không có miếng nào trên người hết. Element Water Golem. Ui, không có đủ block để chuồn. Thôi đi. Ê, cái gì? Cái gì? Cái gì vậy bác dân làng? What the hell? Trời ơi, sống nổi với bác dân làng không? Tôi xong con lạc đà rồi. Yêu thương nhau cái gì đâu. Bỏ tay bác dân làng này luôn á. Bác chơi vậy rồi ai chơi lại bác? Để nhỏ lủng lẳng ở dưới kìa. Mình hết cứu rồi đó. Chịu, mình bó tay nha. Trường hợp này mình không đỡ nổi đâu. Ác gì mà ác dữ không biết nữa. Rồi, mình có nên làm cái khiên không ta? Hình như mình có một phôi sắt á. Một quặng sắt á, này. Nung ra đi. Mình làm một cái khiên. Để có gì mình chiến đấu. Hợp lý. Lấy thêm gỗ nữa. Đây. Lấy thêm gỗ. Rồi, làm chúng ta cùng nhau làm một cái khiên nè. Khiên. Vô, có khiên. Đừng có đùa. Vô thôi, có khiên nha. Rồi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu nào. Mình đang rất là sẵn sàng luôn á. Hy vọng là trận chiến này mình có thể an toàn để đoàn tụ với những cái em cùng các thứ nha. Dạ. Đặt block hơi khó. Như nó chưa thấy mình. Sao?
chưa thấy mình là được. Mình đang thủ sẵn cái đường chuồn của mình. Ủa cái vụ gì, nước gì? Ủa nó tấn công mình. What? Wow. Ui không chơi nữa, không chơi nữa. Chạy. Mày không hớt được đâu con trai. Cái con boss nguyên tố này đúng mạnh luôn. Nguyên tố nước rất là mạnh nha. Tấn công một lần là nửa cây máu của mình rồi. Ui đồ đạc mình còn lên láng ở đây nè. Lùm lại. Vô quấn nhau luôn. Ô, nó giảm xuống là mình sẽ bị làm giảm. Ôi xong rồi, chiếc này đi rồi. Ao. Cố lên, mình sẽ ám sát đó. Cố lên. Ta chết thì người cũng phải chết cho ta. Cố lên. Ê, không được. Mình đánh tiếp là mình chết chắc. Mình tránh né xíu đi. Cho nó hồi máu lại. Mình còn có thể hồi máu được mà. Rồi, vô lại. Không có đem đồ ăn nhưng mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Ui, có vẻ mình không thể tiếp tục rồi. Thôi. Ừ, mình quýnh xong một chuột. Nó sẽ đánh hộp á. Đánh xong chuột. Đó. Đánh xong một chuột. Ui. Né. Trời, nó làm chậm mình rồi. Nó có tuyệt chiêu là làm chậm mình á. Rất là khó chịu luôn. Đánh nó nè. Cố lên. Mình không có giáp bọng gì hết á. Nên mình không có chống cự nó rồi. Lần này mình đã chuẩn bị hẳn 10 miếng dưa hấu luôn. Quýnh nó tới mai. Không có sợ. Nó hồi máu là chưa vậy? À, nó chưa hồi máu. Tốt. À, trâu thì đánh lâu cũng sẽ chết thôi nha cưng. Trâu nè. Liên hoàn combo. Và chết chưa. Yes. Mình đã tiêu diệt được cái con boss nguyên tố nước đầu tiên trong ngày đầu mà mình sinh tồn luôn nha. Và phần thưởng của mình là một cái embed. Embed nguyên tố nước luôn nè. Kiểu như là phiên bản mini của con boss hồi nãy vậy á. Water Golem Bed. Want you to tem. Do you want? Có chứ, đệ tử. Ôi nhưng mà khoan. Bây giờ thân mình còn lo chưa xong rồi thu phục em này rồi chỗ đó chặt chọi. Lỡ xui xui gớt cái tẩm xuống dưới rồi sao mà cứu lên được. Tạm thời thì để em bé này ở đây đi. Mình sẽ đi khám phá xung quanh cái hòn đảo mà cái con boss nguyên tố nước này canh giữ. Mình thấy ở dưới nó có đồ hay sao á. Để mình tìm một cái lối nào đi xuống dưới coi được hay không á. Có lối đi xuống không ta? Hồi nãy mình thấy ở dưới này có mà. Kìa. Ở dưới có đồ hay sao á. Cùng mình đi xuống dưới nào. Cái này là bắt buộc mình phải đào à. Rồi. Mình đang rất là tò mò luôn. Không biết là ở phía dưới có gì. Đi cùng mình. Sự cứng vậy. À nó có len. Vậy là mình có thể làm được cái giường luôn rồi. What the len hả. Tốt. Lắm hết. Mình xin tất. Rồi hy vọng là nó sẽ cho mình đồ ở dưới nha. Chứ đừng để mình hụt hẫng nha. Ủa sao giống như là cái này nó đặt ruột vậy ta. Ê đừng mà. Hình như dưới này nó đặt ruột rồi. Nó không có. Hell no. Vậy là mình mình nhìn nhầm hay sao rồi. Để mình ra đây mình nhìn lại cái nữa coi. Mình thấy ở dưới nó giống như là nó có đồ lắm mà ta. Giống lắm. Nè nhìn lại coi. Kìa đó. Chỗ đó nó có cái gì kìa. Còn có cái vật ở dưới nữa mà. Mình có cách này. Để mình về nhà mình lấy cái xô. Mình múc cái xô nước mình trượt xuống dưới ha. Mình mà tò mò cái gì mình phải khám phá cho bằng được mới chịu. Đâu rồi cái xô nước rồi. Xin xô nước coi. Đi cùng mình. Qua bên đó khám phá thử. Thế nào dưới nó cũng sẽ có cái đống đồ cho xem. Tại vì rất là nhiều quái vật ở dưới kìa. Creeper các thứ luôn. Ghê đấy. Rồi vô.
mình sẽ sử dụng một xô nước ở ngay vị trí nào là hợp lý nhất ta? Này. Đó, trượt trượt vô liền. Ê, nhưng mà đừng có con sương vô duyên nào bắn nha. Ê. Ê, bậy 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 bậy. Ôi, bậy ui. Đừng mà. Đồ đáng ghét. Chơi bắn gì? Ngồi lỡ người ta gớt rồi. Đừng, đừng. No. Xin lỗi mà. Đừng. Đừng làm thế bạn. Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Đừng làm thế chứ. Làm gì không có vui luôn á. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Hả? Nghĩa anh em. Không sao không sao. Mình ổn mấy cái này cho mèo. Dễ gì làm mình sợ được. Ủa nó đâu à? Vô. Trả thù. Trả thù. Trả thù con sư. Trả thù. Trả thù nó. Trả thù nó nè. Cái vật đó. Mẹ ta nhỉ sao rồi. Ê Ripper. Đừng đừng đừng. Ui dồi ui mấy con này. Nó cứ hù mình hả? Ủa mà dưới này không có đồ hả? Rồi luôn, dưới này không có đồ thiệt. Nữa hả? Ủa sao đâu găng lạc đà đây vậy? Tự nhiên lạc trôi em lạc đà đây nè. Mình cứ tưởng có bác dân làng du mục nào ở đây chứ. Hú hồn à. Rồi tiếp tục đào. Hồi nãy giờ mình đang rất là mong. Ui nữa 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 nữa. Còn chó sói. Còn chó sói. Mình đang rất là mong có một viên kim cương nào đó xuất hiện để mình đào á. Nhưng mà vẫn chưa thấy viên nào hết. Gì chó sói hoài vậy? Đừng có sản sinh chó sói nữa nào. Mình không có cần chó sói đâu. Thì chó sói nó sẽ ăn hết mấy cái công cụ của mình á. Khi nào mình nhốt hết cụ đi thì mình mới nghĩ đến việc thu phục chó sói sao ha. Đây rồi. Viên kim cương đầu tiên. Yeah. Chúng ta đã có kim cương đầu tiên rồi. Mình phải cất vô. Phòng trừ trường hợp xui xẻo nhất là mình bị mấy con nào đó tiêu diệt thì sao? Giấu liền, có đồ xịn là giấu liền. Dễ gì mà để mất được. Gì má, gán đi hai viên nữa thôi là làm được cây cúp rồi đó. Lại thêm một bác dân làng nữa. Và bác này thì đổi len, lấy ngọc lục bảo hả? Thôi. Tầm này len, ừ cũng được. Ví dụ mà sau này mình có đủ bột nhuộm á, mình nhuộm lông mấy con cù á, rồi mình bán cho bán dân làng đó cũng kinh tế lắm á. Hợp lý nha. Mình đang rất là mong chờ viên kim cương thứ hai mà có vẻ nó khá rất là lâu ra hay sao á. Mình cũng chẳng biết là bây giờ tới cái block thứ mấy rồi. Rồi khi nào nó mới đổi sang cái block khác đây. Ui có cù nữa nè, giết bớt đi. Chật lắm rồi đó. Kim cương thứ hai đây rồi. Rồi rồi đủ không? Đủ khó đâu. Lượm viên thứ hai. Có lý. Chuẩn bị đủ để làm một cái cây cúp kim cương rồi đó. Mình nghĩ là nếu mà nó có kim cương là trong tương lai chắc nó cũng sẽ khó cái mảnh vỡ cổ đại á. Nên mình phải tích góp sẵn á. Đủ làm cúp kim cương rồi còn đào được mảnh vỡ cổ đại nữa. Như vậy trong ngày đầu tiên thì mình đã đánh bại được golem nước ha. Nguyên tố đầu tiên cũng là nguyên tố khá là dễ để đánh bại luôn. Trong tương lai thì còn 3 nguyên tố còn lại, mình nghĩ độ khó nó sẽ tăng dần lên đó. Rất là may mắn khi mà mình đánh cái nguyên tố dễ nhất ha. Mình sẽ cố gắng tích cực đào và mở rộng cái hòn đảo mà mình xuất phát ha. Mong rằng mình sẽ mở rộng ra rồi chia khu nuôi những cái con vật cho nó gọn gàng một xíu, chứ bây giờ khá là chật chội luôn. Rồi và cũng các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.